vào vị trí, sẵn sàng lên đường giải cứu thế giới khủng long. Paw Patrol ra mắt bộ sưu tập đội chó cứu hộ mới. Chúng ta cùng khám phá nha. Mỗi bộ sản phẩm sẽ bao gồm một xe cứu hộ địa hình, một chú chó cứu hộ và một bạn khủng long mini bí ẩn. Đầu tiên, đặt chú chó Chase lên xe cứu hộ. Nổ máy và xuất phát ngay nào. Giữ chặt thân xe cứu hộ, vừa ấn xe xuống, vừa đẩy xe về phía trước 4 lần để làm nóng động cơ. Sau đó thả tay, để xe tiến nhanh về phía trước. Bánh xe địa hình có cấu tạo răng cưa, dễ dàng vượt qua mọi địa hình hiểm trở nhất. Nhìn kìa, các bé khủng long đang cần chúng ta giúp đỡ. Phải hành động ngay thôi. Cứu được các bé khủng long rồi. Tiếp theo, chúng ta cùng khám phá xe tải địa hình siêu to khổng lồ hot nhất nha. Mỗi bộ sản phẩm sẽ bao gồm một xe tải địa hình được gắn sẵn 6 pin 2A, một chó cứu hộ Chase, một khủng long T-Rex kèm đuôi tháo rời và hai đầu đạn. Đầu tiên, chúng ta gắn đuôi vào cho bạn T-Rex. Tiếp theo, đặt Chase vào buồng lái và gắn một đầu đạn vào phía sau ghế. Buồng xe tải cực rộng cho hai bạn chó cứu hộ phía trước và hai bạn phía sau thùng xe. Ngoài ra, thùng xe có thể chở các bạn khủng long T-Rex hoặc một chiếc xe địa hình giải cứu nhỏ hơn. Chuẩn bị đầu phóng đạn bằng cách nhấn công tắc để khởi động, sau đó nạp đạn vào. Cuối cùng, nhấn nút bên hông để kích hoạt chức năng bắn đạn. Nhấn nút màu xanh trên mui xe để khởi động xe tải cứu hộ. Nếu xe dừng, hãy ấn nút màu xanh thêm lần nữa nha. Xe tải địa hình được trang bị hệ thống bánh xe răng cưa siêu khủng, sẵn sàng băng rừng lội suối, vượt qua mọi khó khăn hiểm trở. Nhìn kìa, bạn khủng long T-Rex đang mắc kẹt trên ngọn núi lửa. Vào vị trí, sẵn sàng, tiến lên nào. Không gì làm khó được đội chó cứu hộ. Cứu được bạn T-Rex rồi. Đón xem phim Đội Chó Cứu Hộ mùa 7 phần 1 Giải Cứu Khủng Long từ ngày 15 tháng 5 thứ 2, 4, 6 và Chủ nhật vào lúc 17 giờ trên CTV, SCTV3 và 17:30 trên kênh BBTV. Và đừng bỏ qua các ưu đãi hấp dẫn lên tới 30% nha.